Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 23 tháng 7 của báo Hà Tĩnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi vượt qua đảo Hải Nam, Trung Quốc, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, đi vào khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và suy yếu dần, sức gió giảm còn cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão thì trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau. Khu vực phía Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm, phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm. Mưa lớn diện rộng kéo theo nguy cơ rất cao gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng thấp trũng, khu vực đô thị. Các khu vực khác cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Và ở phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 23 đến 32 độ C. Chuyển sang khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa to. Riêng hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và một số khu vực thuộc các tỉnh như là Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên có mưa rất to và dông, gió hướng thay đổi mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, ven biển cấp 7, cấp 8, giật cấp 9. Nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 23 đến 31 độ C. Còn với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có nơi cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C. Qua đến khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại đây dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 21 đến 30 độ C. Còn với khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C. Và vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước. Còn bây giờ, chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng mây thay đổi, ngày nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ tại khu vực này dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình nằm ở mức từ 81 đến 86%. Chuyển sang khu vực miền núi phía Tây, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ tại đây thì dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình nằm ở mức từ 83 đến 88%. Còn với khu vực thành phố Hà Tĩnh, mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc mưa, mưa rào, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ tại thành phố Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình nằm ở mức từ 81 đến 83%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 23 tháng 7.